Chào các bạn nha. Hôm nay cũng ăn mấy Tết rồi các bạn. Mình cũng mua một ít đầu heo thịt để làm giò thủ. Sáng sớm đi mua thịt đầu heo, miếng thịt với đầu heo, đôi tay heo nè. Giờ mình này nước lên. Thịt thì đôi tay heo thì mình cũng làm rửa sạch rồi, bây giờ mình bỏ vô luộc. Mình luộc cho chín rồi mình mới nhấc ra. Đi chợ phải đi sớm, sáng dậy đi sớm để có tay heo. Nay đúng ngày gần Tết rồi mua, đi để trễ là mua không có. Tay heo lúc này đắt. Giờ nước sôi thì mình bỏ vô, mình tôi khoảng tầm nửa tiếng rồi, mình sắc ra mình mới làm. Khi luộc thịt thì mình sắc cái nấm mèo nha các bạn. Làm giò thủ thì cũng làm cái nấm mèo. Luộc nãy giờ nửa tiếng cũng đã mềm rồi. Bây giờ mình bỏ vô cái thau nước này, bỏ cục đá vô. Bây giờ mình vớt, mình bỏ qua thau nước đá 50 phút mình vớt cho mình sạch. Vớt ra nước đá mình ngâm khoảng 10 phút mình vớt ra. Mình vớt ra để cho thiệt ráo mình mới sắc làm. Thì mình ngâm đá, mình vớt ra ráo rồi bây giờ mình sắc. Giờ mình sắc thịt, mình đào lên đấy mình làm giò thủ. Giờ mình sắc thịt đi. Heo rồi, gần Tết lên giá dữ. Ngày thường cũng có mắc lắm. Giá. Bây giờ mình sắc xong rồi chảo nấm, mình đổ dầu vô mình xào. Giờ chảo dầu nóng mình đổ ít tỏi băm vô. Giờ thì mình cũng nghiêng gia vị vô, tiếp tục nọ. Nửa muỗng ăn canh nước mắm, đường mình bỏ sau. Mình có bỏ muối rồi cho nên giờ mình nghiêng vô đây là nước mắm, bột đường, tiêu, cái hành. Chính là mình đi đổ cái mèo. Mình bỏ cái mèo đi. Đổ củ hành. Mình tiến vô. Thường nó làm giả thì ta bỏ tiêu hột vô, còn mình không làm tiêu hột, mình đâm sơ vô. Mình đâm sơ mình đổ vô cho nó dễ ăn. Sạch được rồi, 5 phút nữa là mình tắt bếp rồi, mình để cho nguội bớt rồi mình đi ăn. Giờ mình xả rồi, bây giờ mình đổ vô mình là cái khuôn này, cái khuôn này mình ép. Luộc sạch chín rồi mình xắt ra mình xào khoảng 15 phút nữa. 15 phút là mình đổ vô khuôn. Mình cũng để cho nguội bớt rồi mình nghe đổ vô. Vậy đầy quá rồi. Bây giờ mình xào mình cũng đổ vô khuôn rồi, mình để cho khoảng tầm 1-2 tiếng đồng hồ rồi mình mới trút ra mình để trong cái bịch ni lông, mình mới để vô tủ lạnh các bạn. Làm này cũng đơn giản lắm các bạn. Video của mình là đến đây đã kết thúc. Các bạn xem, like, chia sẻ, ấn chuông đăng ký ủng hộ kênh nha các bạn. Tạm biệt các bạn nha.